còn chưa về. Em phong cách thế là gì? Đi ra thật giàu. Nhẹ thôi ông sốc em ngã gì. Mẹ ơi, lúc con bé nó đủ kiểu gì mà cái gì bị em ngã bị rơi xuống đây riêng cả xe luôn. Quay cái riêng cả xe à? Có người bị xúc ở, có người bị máy cầu xúc nhỉ chứ nhỉ? Không máy rồi, sợ lắm còn ngã cả. Nguy hiểm, xúc vừa. Con bé đây. Mẹ đi xa ra mẹ kẹp nó phát vào chân rồi. Mẹ kêu ủm lên. Ừ. Đó cả đầu viện. Hả? À, cho chị mẹ đủ nữa. Đấy, đủ đi. Đủ cạnh mệt. Mẹ ngồi máu về cái chân cho dễ lắm. Chân. Chị mẹ đủ hai chị em áo với nhau. Ôi dồi, thấy cái kiểu gì ấy hả? Ra đâu hả bé? Ra tận bà cua à? Thôi. Giờ ở đây sao lại quay về? Vâng ba. Nhanh thế. Hả? Bé cua gì? Cỏ. Để ta thử thật. Đi như nào thử. Chân nghe để kia. Chồng gì cái đít cái nhỏ mông mẩy á. Chào bà chưa? Chào bà. Chào cô. Từ sau chào cụ nhá. Mẹ bỏ bà ấy. Mẹ nhầm. Mẹ nhầm. Người ta vẫn còn trẻ chưa già. Già là cụ đúng không? Ừ. Không. Ừ. Tài. Đấy, cô nào chú nào đây? Mình nhé. Mẹ ơi. Đây, bột camera này quay lại thế. Cái gì vậy? Máy. Má em gà. Nhớ. Em gà ra nhỉ. À để con ăn một miếng đã. Quay được. 26 mấy rồi. Thế. Đâu? 20. Sao vậy? Nhớ cười đi. Nhớ cười xinh đi. Cười xinh. Nhớ cười xinh. Đi ra bàn xem kìa. Cười xinh. Chú mình ra bàn, chú mình ra bàn xem. Sao đi thế? Đá trong phát vào mùng vỡ ốc cả. Bây giờ. Cười xinh. Nhớ cười xinh đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chín bà ừ giả chín này ừ giả ha ăn cho mồm ăn đi cho mồm ôi trời ơi bắt tiêu bà mầm hai chị ba ngày nay ăn chị làm gì hả xem chị à hai chị xem phim hả âm lên cái hàng nó lên đây chưa nhỉ? Ừ, nhẹ lên rồi. Nó ở nhà cho hay là nó ở nhà bà xíu ấy? Nó ở nhà bà xíu. Cái này là đi làm rồi. Ôi phải đi làm mà con tưởng nghỉ hay làm. Nó nghỉ làm hay nó ở nhà. Cụ làm gì đấy? Con bảo cụ làm gì đấy? Là hai con nhà. Là hai con nhà mà cụ hai bà cháu mình đi. Hằng, con nó bỏ nghỉ làm thôi mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chị ơi! Bà! À, chị ơi!